Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Quyết đấu với nhân dân, Đảng đổ tiền dựng hội triết học. Những ngày qua, truyền thông trong nước rầm rộ đưa tin về đại hội đại biểu thành lập hội triết học được tổ chức vào hôm 20 tháng 9 năm 2020 tại Hà Nội, cùng những phát ngôn chỉ đạo đại hội khó hiểu và gây tranh cãi của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và cũng đồng thời là người được đào tạo bài bản ngành triết học Marx Lenin tại Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh việc thành lập hội triết học là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự tập hợp của những người làm công tác triết học trong một tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác nghiên cứu, giảng dạy triết học, góp phần vào công việc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Đây là hình ảnh toàn cảnh đại hội đại biểu thành lập hội triết học diễn ra vào ngày 20 tháng 9 năm 2020 tại thủ đô Hà Nội. Ông Võ Văn Thưởng đã phát biểu như sau: Việt Nam chưa có nền triết học sánh ngang với triết học Hy Lạp, La Mã bề thế, với triết học Ấn Độ sâu sắc, với triết học Trung Hoa thâm thúy hay với triết học duy lý của Tây Âu. Nhưng Việt Nam bên cạnh nền văn hóa vật thể ẩn chứa vô vàn những triết lý hành động, còn có nền văn hóa văn sử triết bất phân, có sự kết hợp tinh tế giữa các loại hình văn hóa với tư duy tín ngưỡng dân tộc. Với tư cách là một người học triết học, ông Võ Văn Thưởng nói, hội triết học cần đẩy mạnh nghiên cứu tinh hoa triết học thế giới, nghiên cứu tư tưởng triết học Việt Nam, nghiên cứu và phát triển học thuyết Marx Lenin, tư tưởng triết học Hồ Chí Minh nhằm cung cấp cơ sở luận triết học cho đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Ông Võ Văn Thưởng đã giao việc cho hội triết học thêm nhiệm vụ góp phần làm sáng tỏ vai trò triết học Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh với tính cách là bộ phận cấu thành quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phê phán, bác bỏ các quan điểm triết học sai trái, thù địch, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, của đất nước. Ông Võ Văn Thưởng còn nhấn mạnh, hội triết học phải trở thành mái nhà chung của các thế hệ những nhà nghiên cứu, giảng dạy triết học của cả nước, cái nôi vun đắp, bồi dưỡng để Việt Nam có những triết gia, chuyên gia nghiên cứu triết học tầm cỡ khu vực và thế giới, là nơi tham gia tổ chức các diễn đàn học thuật uy tín về triết học cả trong và ngoài nước. Những phát biểu của ông Võ Văn Thưởng đã mở ra những cuộc tranh luận bất tận không chỉ trong cộng đồng mạng mà ngay cả trong giới học thuật. Đây là hình ảnh ông Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng xúc động phát biểu tại lễ khai giảng ở trường cũ, Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 9 tháng 9 năm 2019. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Huy Cương, giảng viên cao cấp của khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội thắc mắc như sau. Ông đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình: lạ thật, trong khi hiến pháp của năm 2013 của nước ta quy định Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Marx Lenin làm nền tảng tư tưởng, thì ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lại có một yêu cầu tuyệt vời rằng nước ta phải có nhà triết học lớn, mà đã là nhà triết học lớn thì phải xây dựng được trường phái triết học riêng. Đây là một tư tưởng lớn, nghe khác lạ so với sự đóng khung tư tưởng triết học của chúng ta. Người Nga đã rất quyết liệt phá vỡ cái khung và đóng hòm thật sự cho tư tưởng triết học một thời là duy nhất và nền tảng bằng cách quy định trong hiến pháp rằng ở nước Nga không một học thuyết nào được xem là chính thống. Ở nước ta hiện nay có khác. Tư tưởng Hồ Chí Minh có một cách nhìn thế giới và con người khác với Marx và Lenin, theo tôi. Vì vậy, Đảng ta đã bổ sung cho chủ nghĩa này hay sao? Nhiều thế hệ học trò cũng như bạn bè của ông Cương đã bình luận đồng tình với thắc mắc của tác giả. Một Facebook khác là Hà Văn Thùy đã đặt ra một câu hỏi như sau: triết gia mới thì tư tưởng phải mới, ở mình tư tưởng khác họ bóp chết tươi rồi, lấy đâu ra triết gia đúng không thầy? Và tài khoản Quang Nguyễn thì lý giải: vì ông này, tức là ông Thưởng, vốn là dân học triết nên tâm huyết với ngành triết đó mà thầy, yêu cầu người khác thực hiện giấc mơ thời trẻ của mình không làm được cũng là chuyện phổ biến. Nhưng ông nào nghe lời sáng tạo trường phái mới có khi lại nhập kho vì suy thoái, trịch đường lối chính thống. Theo thông tin công khai, ông Võ Văn Thưởng tốt nghiệp cử nhân triết học Marx Lenin tại Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1999. Ông tốt nghiệp thạc sĩ triết học và cũng tại trường với luận văn về đạo đức sinh viên học sinh Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người thì lập luận trên cơ sở nguồn gốc và đặc thù của cái gọi là triết học tại Việt Nam. Đây là hình ảnh bản đồ hàng trăm nhà triết học tại Đức
Trong khi đó, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn lọc và chỉ trưng dụng có hai ông là Marx và Engels để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ưu việt của mình. Tài khoản Đặng Thúy Loan thì giải thích ngọn ngành như sau. Các nhà nghiên cứu, dạy và học triết của Việt Nam là không có hệ thống từ nguồn gốc. Quá trình lịch sử phát triển của khoa học này mà chỉ chọn dạy, học và nghiên cứu những vấn đề gì có lợi cho chế độ thôi. Theo kiểu vấn đề đó nó phải như thế nên cần thế, chứ không phải là tại sao lại thế và từ đâu lại thành như thế. Nên chỉ cho ra lò những sản phẩm đứt gãy, lấy đâu ra chiết ra lớn với cả trường phái cơ chứ. Còn Facebooker Phạm Chí thì cho rằng các bác ấy bây giờ bị khủng hoảng về triết lý phát triển, vì con đường đi nhận ra chủ nghĩa Marx, Lê, Mao là bị lỗi thời, nhưng không dám thừa nhận là lỗi nên cứ vòng vèo kiểu hồn chương ba ra hàng thịt. Facebook có tên Nos Shaim thì bày tỏ quan điểm như sau. Triết học của anh Thường muốn là triết học gì bây giờ? Nếu là triết học như từ trước đến nay tuyên giáo vẫn dùng, thì dư luận viên là những triết gia tầm cỡ rồi, cần tìm đâu nữa. Hơn nữa, nhiệm vụ mà ông Thường đặt lên vai hội triết học là cần phải đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm triết học sai trái, thù địch, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, đất nước. Thì cũng đúng là nhiệm vụ đã và đang được các dư luận viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đảm nhận rồi. Một cụm từ khác cũng gây chú ý không kém trong phát biểu của ông Thường, đó là triết học thù địch. Đây là hình ảnh triết gia Trần Đức Thảo. Đây có thể được coi là một thuật ngữ mới, một sáng tạo mang tính xây dựng của trưởng ban tuyên giáo trung ương. Facebooker Trúc Trần thì nhận định, mặc tính chung của người Cộng sản là nhìn đâu cũng thấy thù địch, ngay cả triết học, giờ cũng gắn mác triết học thù địch. Cũng vì cái lý thuyết thù địch này mà chế độ Cộng sản đã gây ra biết bao tội ác và thảm họa cho nhân loại. Dám hỏi ông Võ Văn Thưởng, ban tuyên giáo, là ông đang lý luận bác bỏ triết học thù địch hay chính ông đang gây ra sự thù địch để bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng chính kiến. Thế giới đã quá rõ rằng chủ nghĩa Marx, Lenin cho đến phút này vẫn đang âm thầm gây hại cho nhân loại và đang trực tiếp cai trị hết sức tàn bạo ở những quốc gia theo chế độ Cộng sản, trong đó có Việt Nam, mà ông Võ Văn Thưởng đang là kẻ tiếp tay tuyên truyền cho cái chế độ bạo quyền đó. Nên nhớ, một chậu nước sạch không thể làm cho một giọt nước bẩn sạch được. Ngược lại, giọt nước bẩn kia sẽ làm cho cả chậu nước sạch thành bẩn. Các ông tạo ra một thế lực thù địch mà lại xúi người ta bác bỏ quan điểm triết học thù địch. Và thói gian manh, xảo trá, lật lọng là những thuộc tính mang thương hiệu Cộng sản. Hy vọng người dân Việt Nam cũng như nhân dân toàn thế giới sớm thức tỉnh để loại bỏ chủ nghĩa quái thai này khỏi thế giới loài người. Sự kiện thành lập Hội Triết học cũng như những phát biểu nặng mùi tuyên giáo Cộng sản của ông Võ Văn Thưởng đã khiến nhiều người nhớ đến cuộc đời đau khổ, ai oán của người duy nhất được coi là nhà triết học ở Việt Nam là giáo sư Trần Đức Thảo. Ông là một nhà triết học tầm cỡ thế giới mà như ông Vũ Trung Kiên miêu tả rằng mỗi nhà triết học trên thế giới được dành được một dòng trong đại từ điển triết học của thế giới. Riêng giáo sư Trần Đức Thảo được dành hẳn 20 dòng. Ông Trần Đức Thảo sinh năm 1917 tại Hà Đông, nay thuộc Hà Nội. Năm 1936, ông nhận được học bổng của Phủ Toàn quyền Đông Dương sang Paris, Pháp. Và năm 1942, ông đậu thủ khoa thạc sĩ triết học tại Pháp vào lúc 26 tuổi, thành người Việt Nam đầu tiên trúng tuyển kỳ thi thạc sĩ triết học. Vào năm 1952, ông đã đi bằng ngả Đông Âu để về chiến khu Việt Bắc tham gia kháng chiến chống Pháp và trở thành giáo sư triết học là phó giám đốc Đại học Sư phạm Văn khoa, chủ nhiệm khoa lịch sử Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tuy nhiên, trong phong trào nhân văn giai phẩm, người đại trí thức hồn nhiên và ngây thơ ấy đã không vượt qua được bánh xe của vòng quay lịch sử, để rồi ông bị cấm giảng dạy, phải dịch thuật lặt vặt để sống, bán dần từng món những bộ đồ từ điển, bị hạn chế liên lạc với người khác, bị cô lập trong cuộc sống. Đây là hình ảnh Hội thảo Khoa học Quốc tế Tư tưởng Triết học và Giáo dục của Trần Đức Thảo được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào ngày 7 tháng 5 năm 2013. Trong quyển sách hồi ký nguyên bằng tiếng Pháp có tên Hồi ký của một Việt Cộng, luật sư Trương Như Tảng có nhắc tới thạc sĩ Trần Đức Thảo ở trang 300 như sau. Ông không bị tù đầy hay hành hạ thân xác, nhưng công an bao vây, cô lập ông, không cho ai tiếp xúc. Nếu ông Thảo tiếp xúc với ai, chẳng hạn một người bạn trên đường phố, thì người đó sẽ bị bắt giữ để điều tra. Bề ngoài, xem ra triết gia sống trong cuộc đời thường, nhưng thực tế ông sống như Robinson, hoàn toàn cô độc, mặc dù có nhiều người ở xung quanh, ngay họ hàng thân thích cũng không được phép nói chuyện với ông. Đối với một nhà trí thức như vậy là một sự tra tấn dã man. Quay trở lại sự ra đời của Hội Triết học, nhiều ý kiến cho rằng cái gọi là Hội Triết học đã sai ngay từ cái tên.
Ông Trần Hiếu phân tích như sau. Ở đây có hai vấn đề. Đầu tiên, ở Việt Nam không có nhà tư tưởng, tức là không có triết gia mà chỉ có những người nghiên cứu và thảo luận về triết học mà thôi. Thứ hai là cái đặt tên cho hội không phản ánh đúng bản chất định nghĩa của hội. Hội là một tập hợp người cơ mà, tại sao gọi là hội triết học được? Phải là hội những người học triết học chứ, hoặc ai nữa, nho nhe nữa thì phải là hội triết gia Việt Nam chứ. Nó cũng tương tự như mấy ông lập hội những người chơi chó cảnh Việt Nam, chứ không thể mấy con chó đó nó lập hội chó cảnh Việt Nam được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 9 năm 2020 với bản tin Quyết đấu với nhân dân, Đảng đổ tiền dựng hội triết học. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.